Xin chào quý vị và các bạn, tiếp tục là cuốn video thứ hai. Lần này thì ban tổ chức cũng đã bố trí sắp xếp những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật là tương đối là ổn định. Trong cuốn video thứ hai này thì những phút đầu tiên mời các bạn chúng ta cùng chiêm ngắm cái hình ảnh tổng quan tại chương trình trưng bày cây cảnh nghệ thuật của câu lạc bộ sinh vật cảnh xã Bình Trị mở rộng năm 2024. Đến giờ phút này thì theo số liệu của ban tổ chức trong cuộc trưng bày cây cảnh nghệ thuật của câu lạc bộ sinh vật cảnh xã Bình Trị mở rộng thì số lượng tác phẩm về tham dự lần này gần 1.000. Đứng từ góc nhìn từ ngoài đường lộ vào thì chúng ta có thể quan sát cái hình ảnh chung, một cái không gian trưng bày hết sức là lý tưởng với nhiều chủng loại khác nhau, từ mini, siêu mini cho đến hàng cỡ đại và những cây có kích thước lớn. Thời gian tổ chức chương trình trưng bày cây cảnh nghệ thuật của câu lạc bộ sẽ diễn ra 10 ngày. Chiều hôm nay vào lúc 18 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2024 sẽ chính thức khai mạc trưng bày cây cảnh nghệ thuật và kết thúc vào ngày 5 tháng 5 năm 2024. Thay mặt cho anh em nghệ nhân của câu lạc bộ sinh vật cảnh xã Bình Trị, kính mời quý vị và các bạn chúng ta ở gần có thể đến trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã Bình Trị để vừa chiêm ngưỡng và thưởng thức những tác phẩm đẹp, những cây cảnh có giá trị nghệ thuật cao. Và các bạn thường xuyên theo dõi kênh YouTube của Duy Hay Lúa Vlog, nhớ đăng ký kênh và tặng cho mình một like để đón xem những cuốn video số tiếp theo trong cái chương trình ghi hình, chia sẻ đến quý vị và các bạn những hình ảnh, những khoảnh khắc diễn ra tại trưng bày cây cảnh nghệ thuật của câu lạc bộ sinh vật cảnh xã Bình Trị. Đến thời điểm hiện tại thì vẫn còn một số tác phẩm trong quá trình ban tổ chức đang bố trí. Bây giờ thì mời các bạn cùng với Hai Lúa đi chiêm ngắm khung cảnh chung cũng như là cách bố trí sắp xếp của ban tổ chức. Do số lượng tác phẩm tương đối nhiều, nên là mời các bạn chúng ta ngắm cái hình ảnh tổng thể. Sau đấy thì mình sẽ tiếp tục review, phân chia theo từng cụm, từng khu vực để chúng ta vừa thưởng thức vừa quan sát. Khu vực trung tâm này là toàn những cây hàng khủng. Thương hiệu của câu lạc bộ Bình Trị là dọc bonsai chủ lực là dứa và sơn trà.
những phút cuối của video thì mình sẽ chọn lọc ra một số tác phẩm ấn tượng để chia sẻ đến quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Được biết thì tại cái chương trình trưng bày cái cảnh nghệ thuật mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước 30 tháng 4, chi hội sinh vật cảnh xã Bình Trị có mời một số nhà vườn tiêu biểu của thành phố Quảng Ngãi và các câu lạc bộ đơn vị bạn trong khu vực huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh với số lượng cụ thể là 1.000 tác phẩm lớn nhỏ có nhiều chủng loại khác nhau, chủ lực là dòng dúi, sơn trà. Đây là cây si cổ của anh Nghĩa Lê. Lần tổ chức sự kiện này thì được sự đồng hành và hỗ trợ đắc lực của Phẩm Sơn Xê Lắc. Và một số nhà vườn tiêu biểu của thành phố Quảng Ngãi. Đây là những tác phẩm mà ấn tượng nhất tại trưng bày năm nay. Nhưng mà do số lượng thì rất nhiều, không thể review chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem kỹ được. Tiếp theo là cây dũi. Cây này không biết chủ nhân là ai. Cây này đẹp. Nói về dòng dúi này thì cái đầu tiên phải nhắc đến là độ già, và cái thứ hai là dòng chi gian rất bền theo năm tháng. Những cây này mà quý vị và các bạn nào ở gần thì có thể đến chiêm ngưỡng trực tiếp, chứ còn qua hình ảnh, qua ống kính thì không thể chia sẻ hết nét đẹp của từng cây cho quý vị và các bạn thưởng lõm được. Đây là lần đầu tiên mà mình được làm chương trình sự kiện, một cái sự kiện hết sức hoành tráng tại chính mảnh đất quê hương Bình Sơn của mình, mà số lượng tác phẩm 1.000 tác phẩm từ cây trưng gọi này. Đây này, đúng không? Đây là hiện giờ anh Nam và một số anh em vẫn đang tiếp tục ổn định cho một số tác phẩm xong nè. Cây dúi này là của anh nghệ thuật bonsai Bục Trắng.
cây này thì xuất hiện khá nhiều nơi, đi chơi cũng nhiều sản phẩm. Cây này lạc giáp sớm quá nè, bung lọc non. Đây là tác phẩm vú của bọn Hữu Duy, thành phố Quảng Ngãi. Cây này của thằng Giam có vẻ là tương đối già. Và mình cũng xin kết thúc cuốn video thứ hai về làm chương trình tại trưng bày cây cảnh nghệ thuật của câu lạc bộ sinh vật cảnh xã Bình Trị năm 2024. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tiếp tục đón xem những cuốn video số tiếp theo.